xin chào, mình là Frankie và mình không phải là một con người. Cái gì? Cậu nói cái gì? Thật khó khăn khi phải thích nghi với cuộc sống và trốn chạy nơi tạo ra mình. Mau tìm ra cô ấy cho tôi. Đón xem, tôi là Frankie, phát sóng lúc 20:30 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trong khung giờ Teenage phim tuổi hoa, chỉ có trên HTV3 Dream TV. Một giờ chủ nhật đường Omote Sandu, nhớ tới đó. Chắc Trinh Kasa cũng đã nhìn thấy mấy tấm ảnh đó rồi. Tôi có giả vờ làm thân với anh cũng chỉ vì lợi ích của chính bản thân mình. Tôi không thể tin là không có hành động như vậy. Tôi không lấy dùng giả sao? Đã xấu còn làm cho xấu hơn nữa. Đi đi. Con gái mà xấu xí không có tư cách để sống. Chị sẽ phải hối hận và đến cầu xin tôi tha thứ đó. Tất cả mọi người không tin tôi cũng chẳng sao. Tôi chỉ cần một mình anh Trinh Kasa là đủ rồi. Đón xem Con Nhà Giàu phát sóng lúc 19 giờ tối nay trên HTV3 Dream TV. Các con đừng tùy tiện ra ngoài nếu không muốn